Hi, xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay, Quyền xin mời các bạn cùng Quyền cùng nhau tìm hiểu về dòng điện thoại mới ra mắt của Xiaomi. Đây là Xiaomi Redmi Note 11 Pro và Note 11 Pro 5G. Và hiện tại đang có chương trình đặt gạch tại website thedong.com và điemessage.com các bạn nha. Quyền sẽ nói những phần quà mà khi chúng ta đặt trước dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 Pro và Note 11 Pro năm nay. Đó là khi mà các bạn đặt dòng sản phẩm Note 11 Pro thì chúng ta sẽ được tặng một tai nghe Redmi Book 3 giá là 1.490.000. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ được bảo hành 18 tháng và cộng với góp 0% lãi suất các bạn nha. Còn khi mà các bạn đặt dòng điện thoại Note 11 Pro 5G thì chúng ta sẽ được tặng một vòng đeo tay Mi Band 6 giá 1.290.000 cộng với một cân thông minh của Xiaomi 690.000. Đó. Thì chúng ta vẫn được bảo hành 18 tháng cộng với góp 0% lãi suất các bạn nha. Chúng ta chỉ cần đặt trước là 500.000 thôi các bạn. Quá là ok đúng không? Vì sẽ nói về mức giá của dòng sản phẩm 11 Pro, Note 11 Pro là 7.490.000, còn Note 11 Pro 5G thì chúng ta sẽ mức giá là 8.990.000 các bạn nha. Đây là mức giá. Rồi tiếp theo thì Quyền sẽ mời các bạn cùng Quyền cùng nhau tìm hiểu về những điểm nổi bật của dòng sản phẩm Xiaomi Redmi Note 11 Pro và 11 Pro năm nay. Đó là cụm camera AI nổi bật nhất trong cái phân khúc là được trang bị camera là 4 ống kính ở với phía sau. Camera phía sau, camera chính là 108 megapixel thì đảm bảo cho ra những hình ảnh sắc nét nhất trong cái phân khúc giá này là 108 megapixel luôn các bạn. Camera góc rộng là 80 megapixel thì giúp cho chúng ta chụp những bức ảnh với góc rộng lên đến là 118 độ. Còn hai camera còn lại là 2 megapixel các bạn, thì giúp cho chúng ta chụp những bức ảnh như là macro. Macro là chụp những bức ảnh cận cảnh, nhụy bông, nhụy hoa, con kiến này kia rồi đó, thì nó sẽ đẹp hơn. Và một camera còn lại là 2 megapixel, đó là camera cảm biến chiều sâu, thì chúng ta sẽ có kết hợp với camera chính để chụp ra những bức ảnh như là chụp ảnh xóa phông, nó sẽ cho những ra bức ảnh xóa phông làm nổi bật chủ thể đẹp hơn, thường gọi là chụp ảnh chân dung đó bạn. Quá là ok. Về camera thì chúng ta không bàn nhiều về camera đâu. Camera của dòng điện thoại này Quyền cảm thấy là cũng đáp ứng khá là ok trong cái phân khúc giá. Tiếp theo là về pin. Thì dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 Pro và 11 Pro 5G được trang bị một viên pin là 5000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh là Turbo 67W, giúp cho máy sạc đầy 50% pin chỉ trong khoảng 15 phút thôi các bạn. Quá là tuyệt vời luôn. Nó giúp cho chúng ta có một thời lượng trải nghiệm pin nó sẽ tốt hơn. Khi mà chúng ta chỉ mất khoảng 15 phút thì chúng ta vẫn sạc được 50% thì quá là tuyệt vời rồi. Về màn hình thì chúng ta sẽ có một cái màn hình là 6.67 inch, độ phân giải là Full HD Plus và tấm nền là AMOLED các bạn, sẽ cho ra hình ảnh cực kỳ sắc nét và đẹp luôn. Bên cạnh đó thì còn trang bị thêm một cái tần số quét lên đến là 120Hz, sẽ giúp cho những cái thao tác trên màn hình nó sẽ mượt mà. Và còn có một cái độ sáng lên đến là 1200 nits, đảm bảo cho chúng ta gõ nét màn hình ngay dưới trời với một ánh sáng cao ngay ban ngày. Khi mà chúng ta sử dụng điện thoại ngoài đường thì nó sẽ có một cái độ sáng 1200 nits thì nó sẽ ok hơn, giúp cho chúng ta nó không bị chói nhìn nó sẽ rõ hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái hiệu năng vượt bậc với một con chip của Mỹ được trang bị trên dòng điện thoại Samsung Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G các bạn nha. 5G thì trang bị con chip của Mỹ, đó là con chip Snapdragon 695 5G. Trên phiên bản 11 Pro thì chúng ta được trang bị một chip là Helio G96 các bạn ha, sẽ cho ra hiệu năng mạnh mẽ và trải nghiệm mượt mà. Rồi về tóm lại thì chúng ta sẽ có dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 Pro với một mức giá là 7.490.000. Về màn hình là AMOLED nè, 6.67 inch, độ phân giải là Full HD LED và hệ điều hành Android 11. Camera thì chúng ta sẽ có camera chính là 108 megapixel, camera phụ 8 và hai camera còn lại là 2. Camera trước là 16 megapixel và trang bị con chip MediaTek Helio G96 RAM 8 vô trong 128 riêng. Về pin thì 5000 và sạc nhanh là 67W.
đó, với mức giá 7.490.000 và đặt cọc trước thì chúng ta nhận được phần quà là một cái tai nghe búp hai bạn ha, búp ba. Còn dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 Pro thì chúng ta sẽ có một cái màn hình là 6.67 inch luôn, độ phân giải Full HD Plus và tấm nền AMOLED, tần số quét 120Hz. Android thì Android 11, về camera thì cũng vẫn như là 11 Pro, là camera chính 108 MP, phụ 8 và camera phụ là 2 cam ha. Camera selfie là 16 và chip Mỹ Snapdragon 695 hỗ trợ 5G 8 nhân RAM 8 và dung cho 28GB. Pin 5000 và hỗ trợ 7W. Đó, 8.990.000 và có hỗ trợ góp 0% lãi suất cho chúng ta luôn nha các bạn nha. Đó, quá là ok. Và đây là dòng sản phẩm Xiaomi Redmi Note 11 Pro và Note 11 Pro 5G. Thì các bạn đã quan tâm dòng sản phẩm này thì có thể truy cập ngay website thế giới di động.com và điện máy xanh.com để chúng ta có thể tham khảo thêm chính xác về mức giá và cũng như trình khuyến mại hiện tại của bạn nha. Rồi, xin chào và hẹn lại các bạn trong các video lần sau. Rất mong video này sẽ mang lại ích cho các bạn, giúp các bạn có một video tham khảo về Xiaomi Redmi Note 11 Pro và Note 11 Pro 5G tại Thế Động và Điện Máy Xanh. Các bạn đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Quyền với nha, vì đây là động lực lớn nhất để Quyền sản xuất ra nhiều video hơn nữa trong thời gian sắp tới. Xin chào, hẹn lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.